Chưa bao giờ hai đứa con của vợ chồng anh Toàn hạnh phúc như mấy tháng qua. Mấy năm chỉ Tết mới gặp cha mẹ thì giờ ngày ngày gần gũi. Còn với hai vợ chồng thì đầy lo lắng sau khi từ Long An trở về. Đang quen với thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, giờ chỉ bằng không. Ở nhà thì nói chung là không có việc làm đều, em chỉ làm đồng áng, ví dụ có người thuê thì đi làm được một vài buổi lại hết việc ạ. Ý định thì sang năm thì có cái sự trợ giúp nào đấy thì bọn tôi vẫn vào trong đấy làm. Đang đi làm thì bố gọi về tránh dịch. Dù chỉ 3 tháng lương công nhân đã bằng cả năm làm ruộng và tiền đóng học cho các em được trông vào đó, nhưng Phương vẫn quyết định trở về. Ở quê nhà chẳng có mấy việc, có thể kiếm tiền ngoài làm ruộng. Càng gần Tết, Phương càng tiếc nuối vì mình đã bỏ việc. Em về thì em cũng định tìm việc ở quanh tỉnh nhưng mà dịch quá nên là cũng hơi khó. Nên là em định là ra Tết em đi. Hầu hết lao động trở về quê nhà tránh dịch đều xác định sau Tết sẽ trở lại nơi làm việc cũ hoặc tìm việc mới. Từ Bình Dương trở về, bao nhiêu tích lũy bình dồn vào việc xây căn nhà này. Nhưng 4 tháng ở nhà không có thu nhập mà còn hao dần tiền tiết kiệm. Vẫn tiếc thời gian đóng bảo hiểm được hơn 5 năm. Bình quyết định sẽ đi làm ngay sau Tết. Mỗi mà dịch nó ổn lên mà Việt Nam mình kiểm soát được dịch thì có thể là em cũng sẽ đi. Trong chương trình phục hồi và phát triển thị trường lao động, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã đưa ra hàng loạt giải pháp nhằm thu hút lao động ngoại tỉnh quay lại thành phố làm việc như hỗ trợ tiền đi lại, chi phí sinh hoạt tối thiểu, y tế, bố trí nơi ở tạm thời hoặc hỗ trợ tiền mặt trực tiếp, kết nối việc làm. Sắp tới chúng ta hỗ trợ về tiền nhà trọ, các chi phí xét nghiệm để người ta quay trở lại, xây dựng hạ tầng các hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm để phục vụ cho các địa phương trong việc nắm bắt thông tin thị trường và điều phối cái cung cầu trên toàn quốc. Vợ chồng anh Toàn đã hẹn với chủ công trình sau Tết trở lại chỗ làm cũ tại Long An. Ở quê nhà đã được tiêm đủ 2 mũi, đi cũng yên tâm hơn. Giờ nào mà anh mới vào mà.